Cái bà này hôm qua cứu mình nè, bà coi bói. Nay vui Abi, cái ông này ngày hôm qua nói chuyện rồi. Để thăm lại chị á, thăm lại chị á. Ở lộn, không phải chị nha mọi người, anh nha mọi người. Đây là không phải là con gái đâu nha mọi người ơi, nên mọi người để ý nè, che che lại làm bữa tôi nghi nghi rồi. Nghe giọng nè, chuẩn bị nghe giọng nè. 29 29. Cảm ơn tôi một nhà đi ấy nha. Nghe chưa? Nghe chưa? Đừng có để bị lừa nha mọi người, đừng có để bị lừa. Nghe Minh Đô, nghe Minh Đô, bữa nó lừa em Hiếu hết lần rồi. Còn chỗ nào mình chưa qua ta? Còn cái chỗ cam bung này thì phải. Hello bạn TR Đăng, chào fan. Không đáng sợ sao gọi là game kinh dị vậy bà? Cũng là thuộc dòng kinh dị nhưng mà không có đáng sợ lắm. Game gì vậy ông? Game Dead Red. Hiếu quên ghi cái tên game rồi. The Red Out nha mọi người. Mấy ông thấy cái ông là cái ông chạy ráp không? Mới thấy không? Có fan nào mà nãy không nhìn kịp không? Nè, tôi cho coi lại một lần nữa nha. Giờ đà tôi giả bộ tôi quay trở về cái chỗ này đi, chỗ trường học của tôi đi. Giờ tôi quay lại giờ đây trước đi nha. Nè, tôi cho mấy ông nhìn nè. Này là anh Điệp nha mọi người. Mỗi lần mà tôi ra tới đây là anh Điệp bỏ chạy à. Đây, coi nè. Coi ráp ở Indonesia người ta bẻ lái nè. Nhìn nè. Dành cho ai mà bỏ lỡ cái nhìn nha. Đây, nhìn nè. Thấy chưa? Mấy má thấy chưa? Ráp Indonesia đó. Nó bẻ một cái cua mà trở tay không kịp luôn á. Luka Ogigui, hai cô gái. Welcome to the Cam Bum. Xin teo. By taxi aren't allowed in here. Tôi là người chạy taxi tại đây. Và đôi khi tôi có thể giúp được cho bạn một cái gì đó. Camry S Dark Sugo, because with you made question mất. We are the really good for around here. Là chúng tôi luôn tìm kiếm một cái gì đó tại đây. Tôi dịch ra tôi không biết là tôi dịch đúng không nữa. Trời, này là xứ sở sương mù hả mọi người. Rồi có nhạc lên, nhạc lên là có đềm rồi. Ông này bán gì đây? Ông này bán cá viên, ông này bán cá viên chiên. Ông này bán thịt chiên đồ này nọ. Anh yên tâm đi anh, em hứa với anh luôn là anh ngồi đây cả đời của anh cũng không bao giờ có dĩa thịt chiên cho anh đâu. Em thề luôn. Thịt chiên ngon lắm á. Mặc dù chưa ăn. Ở đây không có nhiệm vụ gì cho mình hết vậy. Hello anh. Rồi dập bẻ rồi, bị nhìn là biết rồi. Đêm qua trả bài thầy ông nội nè mọi người. Gác giò lên cần cổ, ổng cái nên là ổng chật khớp rồi đó, chật khớp cổ. Rồi mấy đứa nhỏ này chơi gì đây? Ra tìm hiểu. Hello. Hello mấy đứa. Hai chị có muốn chơi chung với tụi em không? Thôi má, trời ơi nghĩ sao vậy trời? Bốn đứa bay chơi tao chịu gì nổi. Rồi bye bye Duno nha, bye bye em. Mấy đứa chơi vui nha. Bốn đứa nó nhào vô lần đó, bốn đứa nó hỏi là có muốn chơi chung với tụi em không? Tụi nhỏ bắn bi hả Hiếu? Không không, tụi nhỏ hình như chơi hay lúc nhìn đi. Nhìn gì? Nhìn gì? Ủa cái tay ông này kỳ vậy mọi người. Tay ông này nhìn kỳ vậy. Tay ông để như nhìn ta biến vậy mấy má. Ông để cái tay ảo thiệt á. Đây là tạp hóa hả? Sao không có ai cho tôi manh mối gì hết vậy? Không có luôn. Không có ai đưa một cái manh mối gì cho em Hiếu luôn mọi người. Chỗ này người ta buôn bán hay gì á? Sao nó làm cái nhạc nghe nó làm cái nhạc nghe rầu vậy trời ơi luôn á trời. Cái nhạc này mà ghép thêm miếng đàn tay vô nữa là càng tay vô nữa là được. Ơi giờ tôi lấy cái xe này tôi chạy, mọi người đừng nói ai hết nha. Giờ mọi người nghĩ là tôi nên lấy cái xe xích lô hay là tôi lấy xe máy chạy? Bây giờ nếu như mà mình chạm á, mà mình chạm xe máy dễ bị bắt lắm.
giờ mình chạm cái chiếc xích lô á, người ta mới không bắt mình, tại vì không có ai chạm xích lô hết đó. Cái đó là cái khó, đúng không? Cái trường hợp hy hữu nên là người ta không có điều tra mình đâu. Hồi trước nhà Hiếu có một chiếc ba gác mấy má. Để từ từ để tôi kể mấy ông nghe. Hồi trước nhà tôi có một chiếc ba gác của ông cậu tôi. Mà ông cậu tôi hồi xưa là hả kiểu như là cũng hay chơi đá gà đồ này nọ đó. Cái bữa hôm đó, ông có thằng con, càng nhóc có tên Cu nha. Cái bữa hôm đó, cái ông cậu của tôi á kiểu như là thua đá gà hay sao á, cái ông mới cầm, ông cầm cái chiếc xe ba gác đó, ông cầm lại. Cái chiếc xe ba gác của ông lúc đầu bự lắm nha. Mà lúc mà mua lại cái chiếc ba gác mới á, nó nhỏ xíu à. Cái thằng con ông mới chạy ra hỏi: "Ủa ba, sao cái xe ba gác mình nó nhỏ xíu vậy?" Cái ông cậu tôi mới nói: "Trời ơi, để ngoài nắng riết nó teo á." Chắc tôi tin. Chưa bao giờ mà tôi đỡ được cái lý do đó, nó trời ơi đất hỡi vậy luôn á. Vậy mà thằng con ông tin răm rắp nha. Rồi, ông này cho tôi nhiệm vụ rồi nè. Để ngoài nắng nó tèo cái xe đó đó mấy má. Ok, có nhiệm vụ. Để đọc coi. Sau khi nói chuyện với lại cái ông đó thì tôi biết được là cái đó là một cái crazy old woman. Là mình cần phải tìm một cái người đàn bà lớn tuổi nhưng mà bị điên. Bà ấy sống the top of the hill, là ở trên đầu của cái ngọn gió hả. Tìm ra cô ấy, hy vọng là sẽ tìm ra được bà ấy chứ. Và tìm càng sớm đi. Đầu của ngọn gió hả? Bà ở trên núi hả mọi người? Rồi bà đây nè, bà đây nè mấy má ơi. Ủa sao bà nhìn lực lưỡng quá vậy? À không phải bà, cái này là con trai mà. Hello chú. Đừng có quên ở bên kia và mạng sống của mình. Không hiểu. Don't say did you want. Đừng có nói là hả bạn muốn lên trên đó hả? Không hiểu. Đầu ngọn đồi bà ơi hả? Vậy mà tôi tưởng đầu đầu ngọn gió chứ. Hiu là hiu là đồi à. À win mới là gió mấy má. Một cái thùng không có gì hết. Ồ, game nó thiết kế cho mình leo núi ha. Game nó thiết kế cho mình leo núi mọi người. Tôi nói thiệt chứ không phải là con Linda này nó múp là hả cái, là cái game này là nãy giờ là tôi hơi nặng lời đó. Tôi chơi game kinh dị mà nãy giờ nó cho tôi chạy bộ không à. Chào mừng mọi người đến với tựa game hành trình giảm cân của bạn Linda nha. Rồi, ngã rẽ tử thần. Chọn ngõ nào. Đi đường có lối mòn mà đi chứ. Rồi sao tối thui thùi lùi vậy nè. Ai da. Trên đây ai mà ở chờ vậy mà vẫn có đường mòn để đi nha. Có đường mòn là chắc chắn có người ở. Hello mọi người nha mọi người. Hiếu chúc mọi người có một buổi tối coi livestream vui vẻ, nhiều may mắn nha. Mọi người thông cảm nha, tại Hiếu chơi game kinh dị, Hiếu tập trung Hiếu chơi cho mọi người coi nó hay. Đâu hết rồi. Trời ơi. Đúng chất là hành trình luôn. Game này tên gì? Có cần tôi nhắc lại nữa không? Hành trình giảm cân của Linda. Nó chạy hoài vậy trời. Chạy hoài vậy trời. Cái này là lát nữa mình chạy xong cái mình mệt. Mình mệt quá cái mình dừng chân lại, cái mình bị đói bụng. Mình phải đi săn chim. Cái mình ngủ lại tại đó, cái mình xây nhà. Cái mình đi đập đá, hút kẹo, kéo ke, đồ này nọ. Game kinh dị á, kinh dị á mọi người. Chạy hoài không tới là tôi thấy kinh dị rồi đó, sợ quá. Game sợ quá.
Giờ tôi để đây tôi ngủ giấc nha mọi người, khi nào nó chạy tới mọi người kêu tôi dậy nha. Giải cứu em yêu, giải cứu em yêu, giải cứu em yêu mọi người ơi, giải cứu em yêu, trời ơi là trời. Hình dưới đây là cánh đồng bất tận hay sao mọi người, đi hoài đi không được, đúng luôn rồi đó. Ở đó là cái đường mòn bất tận á, mình không thể đi ngõ đó được. Mình còn phải chuyển ngõ mình đi hay sao á. Cánh đồng bất tận, cánh đồng bất tận. Nếu như mà mình đi nữa là còn tiếp tục còn đi nữa. Phải đổi đường đi. À đi bên này hả? Sao mình chạy ở đây cái mình quay trở lại chỗ này. Nè nhìn này nha. Nhìn này nha. Ôi cái này như bị ma dắt đường á mọi người. Cái này là chắc nó làm theo kiểu là mình bị lạc đường á. Đó, xong mình quay lại chỗ cũ. Vậy là chắc chắn phải chạy thẳng rồi. Vậy là cái con đường này là cái con đường duy nhất đi ra khỏi đây nè. Mọi người tin tôi đi, yên tâm. Còn con đường nào cho em yếu đi không mọi người? Từ nha. Hồi nãy có hai đường để mình đi đúng không? Hồi nãy là mình chưa đi bên này. Đúng chưa? Ủa đâu, bên này là nãy mình đi rồi. Vậy là nãy mình chưa, mình nên cũng đi bên này rồi luôn. Hồi nãy là hai cái con đường là nãy mình đều đi hết. Đường trên đây đi được không? Không đi được. À, con đường lên đồi. Trên này đúng không? Cũng không được. Giải cứu em yêu, giải cứu em yêu mọi người ơi. Giải cứu em yêu. Mình có bỏ lỡ cái khúc nào không? Giải cứu em yêu mọi người ơi, giải cứu em yêu. Từ hồi nãy giờ ngồi ở đây nghe, gần 15 phút rồi. Không biết đường luôn. Giải cứu em yêu mọi người ơi, giải cứu em yêu. SOS, giải cứu bé Linda, giải cứu bé Linda. Chúng ta lại tiếp tục quay lại hành trình chạy bộ của Linda rồi. Còn một đường đó anh là vào team em. Hay quá em. Để tôi hỏi cái ông này coi.
Ông cầu ơi cho con học. Hồi nãy con đi lạc. Ủa, có ai dịch được giùm tôi không? The forget up be one let any outsider get you alive at the BC cầu thâu low most we who don't đọc không kịp luôn á. Ai giải cứu em yếu không mọi người? Ai đó giải cứu em yếu, ai đó giải cứu em yếu, làm ơn giải cứu em yếu đi mọi người ơi, mọi người ơi. Giải cứu em yếu, giải cứu em yếu. Thôi đi ẻ cái đi tính tiếp. Rồi không cho đi ra ngoài đi ẻ luôn. Rồi ba ông nội này làm gì đây đây? Trời ơi ai cũng cầm. Ủa gì vậy? Câu cá hả? Trời ơi câu cá mà. Hồi xưa tôi có coi một cái giai thoại á, là người ta câu cá người ta không cần lưỡi nha. Mà thằng ông nội này câu cá không cần cần luôn. Trời ơi làng đáng sợ thiệt chứ. Đây là cái nghĩa trang. Hồi xưa như là Khương Tử Nha hay là ông nào hả câu cá không cần cà không cần lưỡi á. Không nói đi. Không cần lưỡi thì câu được cũng hay. Này là câu cá không cần cần câu luôn, cái đó mới đỉnh á. Ủa gốc cuộc là đi đường nào nha mấy má? Để tôi hỏi lại các ông già làng lần nữa. Cho mình hỏi game gì vậy? Mình có game tên game chứ bình luận đó nha mọi người. Có chuyện gì? Speak louder, nói nhanh lên. Tôi không thể nghe được bạn nói. Keman what? Keman as. Do I look like at to see you? Go at that crazy woman. Just go you feel outside this village. You find him there. You fought another day. Trời ơi, không hiểu. À, nó kêu là mình cần phải bật cái điện thoại lên và đi. Hèn gì. Hồi nãy mình không có chịu đọc kỹ mọi người nên mình lạc. Cái này là mình cần phải bật điện thoại lên và mình đi nên mình sẽ không lạc. Trời ơi hơi non. Nè nè. Tại nãy là do mình không có bật cái điện thoại lên nó mình đi nên là nó bị lạc. Đây. Coi nè, coi nè, coi nè. Phá đảo, phá đảo. Em Hiếu phá đảo. Mà tại làm sao nó lại cho hai ngõ để đi ta? Hiếu vẫn không hiểu lý do là tại làm sao á. Cái điện thoại này dò được ma mà mọi người. Đó, thấy không? Kể từ lúc mà bật điện thoại lên là há cái mình đi nó cũng y chang vậy luôn. Một con đường mới. What the fuck? Trời ơi, what are you doing here? Thấy không, thấy không, thấy không? Hồi nãy là do mình không có dịch thuật kịp, mình không có dịch thuật chuẩn. Tôi mà biết tiếng Anh là tôi chơi cái game này hả? Một phút một. Hồi nãy do em yếu của mọi người non, không có hiểu là hả, nó viết cái gì. Bây giờ hiểu rồi là mọi chuyện dễ rồi. Trời ơi, Owlman, là Owlman gặp liền. Gặp liền. Hello. Hello.
The Championship World Cloud Year Ago. Cái này đã ở đây rất là lâu rồi. Và chắc có thể là tại vì một cái thế lực nào đó, và có rất nhiều cái người cắm trại ở đây. Tôi là một người mới tham gia cái chế độ sinh tồn, và tôi bắt đầu theo dõi cái khu vực, cái khu rừng này. Tôi nghe cái ông trưởng làng nói là họ ở đây Tabo Around Here, là có rất nhiều cái gì đó ở đây, và cần phải tin vào những đứa trẻ sớm thôi. Nhưng mà tôi là một cái con ranger, là nhà thợ săn hả, và tôi hy vọng là hả mình có thể sống tại đây. Ok. Ok. Không hiểu. Rồi đi ngõ nào nữa đi trời. Nữa hả trời, nữa hả trời. Sao giống hồi nãy quá vậy trời ơi. Sao giống hồi nãy quá vậy mọi người. Rồi chuẩn bị nữa rồi. Chào mừng mọi người đến với hành trình giảm cân của Linda. Ủa, có một cái đường đi mới, có một cái đường đi mới. À, à, bà già đây rồi mọi người ơi, bà già đây rồi. Trời ơi, bà có biết từ hồi nãy giờ tôi tìm bà lâu lắm không bà nội? Bà là ma đúng không? Bà này không phải là ma, sao bà có thể sống ở đây được ảo? Bà không giúp tôi chụp hình bà. Có chuyện gì? Cô là ai? Cô hả, cần gì? Chấm 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 chấm. Kamenies là trứng, là trứng, trứng của cái gì đó đó. Yeah, tôi nói với lại Kame chích cành trứng con gà hả mọi người. Và chúng ta đang đi điều tra về cái trứng con gà nha mọi người. Hiếu biết Hiếu có dịch đúng không á. Mọi người yên tâm, game kinh dị tôi dịch hồi cũng thành kinh dị à. Ủa gì vậy? Gì vậy mọi người? Cái gì hả? Linda thở quá. Trời ơi, Linda leo lên nhà của bà già mà bà già không thở mà Linda thở nha. Là mọi người biết bà già này tới cục cức rồi đó. Bà là ma đúng không? Bà không phải là ma mọi người. Bà không phải là ma mà bà sống ở đây hả? Ảo vậy, bà sống một mình bả giữa cái cánh đồng rừng rú này luôn á hả? Để tôi coi thử của bà coi có to và tròn bằng tôi không. Mà cái dáng đi của bà này nó kỳ kỳ sao mọi người. Giờ để thử tôi cản đường bà lại coi. Ê, bà không đi luôn rồi mọi người. Rồi bà không đi đâu nữa luôn rồi. À, bà phải đi chứ, bà không đi là lỗi game luôn á mấy má. Má tàn báo đời, báo đớm không mà phá không à. Nhìn ngươi trông có vẻ là mệt. Nhà bạn, ngươi hãy sớm đi ngủ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Và đừng quên về cái điều ngươi nói, chứng của cái gì đó. Rồi. Nào bây giờ cần phải nói chuyện vào ngày mai. Bạn có thể ngủ tại đây. Bà này bà kêu tôi là có thể ngủ tại đây và sẽ nói chuyện với tôi vào ngày mai. Ok, ok. Ngủ tại đây hả? Vậy chắc phải có phòng ngủ đúng không? Bà này không phải là ma nha mọi người. Ủa? Sao của tôi á thì là ở phần trên này mà của bà thì nó nằm ở tới gần tới dưới bụng luôn nha mọi người. Rồi không được rồi. Này bà bị thòng rồi. Thòng thiệt rồi. À, ngủ ở đây hả? Ok. Để coi ngày mai bà nói gì với mình. Ây da, ây da, Linda ơi. Linda ơi, em ngủ đi Linda ơi. Chứ em làm vậy là chết tụi anh hết rồi Linda. Rồi, Linda ngủ rồi mọi người. Linda ngủ kỳ quá ha. Đáng lý Linda ngủ, Linda phải ngủ quay ra bên mình. Chứ tự nhiên Linda ngủ mà Linda quay vô trong. Rồi, tới cục cức với bà già rồi. Rồi bà này là hả em của thầy Lê Tùng Vân rồi. Hi and shit. Hình như bà là ma mọi người. Sao nhìn bà ghê ghê sao á.
Mọi người ơi, mọi người gắn cái hashtag bà già giùm tôi mọi người. Hình như bà chuẩn bị bà làm gì em Hiếu rồi đó. 18, 19, 20. Ready or not, sẵn sàng hay chưa? Ta đến đây. Ủa what? Cái gì vậy? Rồi đúng chắc. Mình quay trở về với lại lúc mình nhỏ rồi nè. Rồi xong luôn. Trời ơi, Linda đang mơ mọi người ơi. Linda đang mơ. Trời ơi, Linda nhìn dễ thương quá ha. Trời ơi, con nhỏ Linda chạy thấy ghê vậy. Bà nào đây? Ê! Ủa mồm! Mẹ! Mẹ! Mẹ làm cái gì ngoài này vậy? Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ tôi cũng nghe mọi người. She not listening sin. Bây giờ cần phải đi vào trong và... cái gì đó? Mẹ tôi mấy má ơi! Tôi tưởng bà hàng xóm! Tôi tưởng bà nào không? Mẹ tôi á! Rồi mọi người đi trốn đi nha, Linda tìm mọi người nha. Giờ mọi người đi trốn đi nha, mọi người Linda đi tìm mọi người á. Ồ. Linda đang đi đâu? Chúng ta không biết Linda đang đi đâu. Giải cứu bé Linda, giải cứu bé Linda mọi người ơi, bé Linda đi lạc nữa rồi. Trời game gì sao quá nhiều sự lạc lõi vậy mọi người. À, lạc lạc lõng chứ lộn. Ôi hình như là mình đi tìm cái bà già hồi nãy. Ôi có khi nào cái bà già hồi nãy là mẹ tôi không? Là cái bà mẹ tôi đang đứng ở đó đó. Có khi nào là vậy không mọi người? Hiếu nghi nghi sao á. Tôi có linh tính không có tốt không mọi người? Mẹ ơi! Không nghe luôn. Nhìn cái con nhỏ này nó chạy tục tục sao á mấy má. Nhìn cái con này nó chạy nhìn nó hề hề sao á. Nhìn nó hề đót lắm. Hồi nãy bên phải mình đi rồi, còn bên trái mình chưa đi nè. Game này game kinh dị ha, đúng rồi em. Bình thường á, người ta chơi game kinh dị, người ta bị hù đồ này nọ. Một game này nó kinh dị ở mặt tâm lý nha. Cái game này kinh dị ở chỗ là nó không có kinh dị á em. Cái này mới là cái điểm nhấn và là cái đặc trưng của cái tựa game này. Game kinh dị nhưng không kinh dị. Có ai đó có thể giải cứu em Hiếu được không mọi người? Em Hiếu cũng không biết là em Hiếu cần phải làm gì ngoài này luôn. Giải cứu em Hiếu, giải cứu em Hiếu. SOS em Hiếu mọi người ơi, kinh dị quá à, sợ quá à. Game này sợ quá luôn. Chơi game này bị ám ảnh tâm lý 3 ngày 3 đêm luôn á. Hỏi thầy có bị thiểu năng không em? Có bị thiểu năng không mà sao bà chạy hoài vậy em? Không biết ở đâu luôn em. Nhỏ này bị lây thiểu năng rồi mấy má. Nhìn giống lắm á, nhìn cái tướng chạy là thấy giống lắm rồi đó. Trời, mình còn có thể đi được bằng góc nhìn này nữa nè. Nè, góc nhìn này nè. Ghê á, game kinh dị á, thiết kế kinh dị á. Ủa mà mình cần làm gì vậy mọi người? Mẹ ơi! Chỗ cái cây anh Hiếu, cái cây nào em? Cái cây này hả?
Cái cây to này hả? Có chuyện gì? Có chuyện gì ở đây? Không có cái chuyện gì xảy ra cái cây này luôn á. Chỗ cái cây. Chỉ tôi là chỗ cái cây. Ở đây có bao nhiêu cái cây? Giải cứu em yêu, giải cứu em yêu. Nó trốn từ hồi nãy tới bây giờ nó trốn. Trốn hay quá, không thấy đâu hết luôn á. Xí bùm bùm nha. Xí bùm bùm. Thôi mà, có gì đâu buồn, vậy cái giận. Vậy cái giận. Chơi năm mùi cầm cằn quá vậy cái giận. Thì ông trốn lòi tôi thấy rồi ông ơi. Vậy cái giận mọi người, đâu thèm nói chuyện với tôi nữa đâu. Thôi mà, có gì đâu giận. Thôi bỏ qua đi, bỏ qua đi, đi. Đi đi mà. Thôi, gì đâu giận cầm cằn vậy trời. Không làm vậy mốt ai rủ ông chơi nữa. Thôi mà. Thôi thôi, tính nóng như kèm, tính nóng như kèm. Thôi, bỏ qua đi, bỏ qua đi. Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Bỏ qua đi, tối nay bù khu cho. Bỏ qua đi nha, thôi thôi nha. Mà sao nó đi hoài vậy mọi người, chắc tôi ký vô cái đầu nó quá. Hình như là tới nó trốn tôi đi tìm hay sao. À lộn, tới tôi trốn nó đi tìm hay sao á. Giờ tôi đi trốn đúng không? Rồi, ok. Giờ tôi trốn nha. Rồi. Hình như là mình còn lại nói chuyện với mẹ hay gì vậy. Mẹ ơi, thấy con trai giỏi không? Mẹ đẹp quá, cảm ơn mẹ. Ở đây thiết kế nhân vật nhìn cũng đẹp quá ha. Trời, sao con mắt nhìn vô hồn dữ vậy em? Rồi cái vụ gì đây thằng ông nội ơi? Rồi mình còn làm gì đây mọi người? Alo. Ủa, còn một đứa trốn nữa hả? Hình như còn một đứa nữa đó mọi người. Trời ơi. Trời ơi, còn nữa hả trời? Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Nó nằm. Nó nằm mấy má. Nó nằm. Trời ơi là trời, tao lại mày luôn. Thằng hồi nãy á, trời ơi tôi khổ thiệt luôn á mọi người. Dạ anh hai. Đi về giùm con đi anh hai ơi. Khổ quá. Có khi nào có ba đứa không vậy? Có khi nào có ba đứa không vậy mọi người? Kinh dị á. Game kinh dị á. Trời, sau đây có con thỏ nè. Đồ. Rồi xong, Linda lạc vào xứ sở thật.
Tao nói thiệt với mày luôn á, mày nhìn lại sau lưng mày đi rồi mày trốn. Mày trốn hay quá, mày trốn sau lưng ông nào nè ông nội ơi. Nó đâu có thấy đâu mấy má. Nó không có thấy. Mình đi tới đây luôn mà nó vẫn còn trốn nha. Nãy giờ ba đứa mày là đứa gan dạ nhất luôn á. Rồi nhanh lên đi kìa. Buto Lizo. Ôi, cái này hình như không phải là ma mọi người ơi. Cái này là một vị thần hay là cái gì đó đó. Take a candy here. Cái gì á? Tôi cho cái ông đó là đồ ăn hay gì á. Không phải ma nha mọi người. Mà cái này là cái gì á? Mình đang gom cái gì ạ? Xương à? Cái này là xương à? À đây thuốc lá mọi người. Hình như là mình có nhiệm vụ mình dọn dẹp cái gì cho ổng ở đây á. Thuốc lá, tàn thuốc lá. Tôi mới lượm được một cái gì đó đó. Rồi, cái này là thằng nào ỉa ở đây rồi. Hết rồi à ông ơi. Tôi gom được nhiêu đó rồi đó. Đưa ông nè. Hồi nãy có cái thằng bóc trúng cái gì nữa đó. Tôi không biết á. Ông tự liệu nha. Rồi ông này hỏi tên tôi luôn. Tên Linda. Ủa hết chưa? Hết chưa mọi người? Hết rồi đó. Vậy thôi con đi về nha. Bye bye á. Ủa còn gì nữa không mọi người? Đáng lý là phải có cái gì đó chứ đúng không? Sao không có gì hết giờ? Alo. Rồi thôi bye bye. Giải tán nha. Về mọi người ơi. Ok what? What? Nhà tôi cháy rồi mọi người. Nhà tôi cháy rồi. Mẹ tôi. Ba đứa nhỏ. Ba đứa nhỏ mẹ tôi nữa. Tôi về trễ quá mọi người ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Hôm nay mẹ trở thành người đàn bà nóng bỏng nhất đêm nay hay sao? Mẹ có chuyện gì diễn ra vậy? À Linda, Linda nó nằm mơ mấy má. Linda nó nằm mơ. Nó nằm mơ giấc mơ ra mẹ, người mẹ trở thành người đàn bà nóng bỏng nhất đêm nay. Vậy đi bà nội. Từ hồi nãy giờ tôi chơi 50 giùm bà tôi mệt lắm rồi nha. Game mang tiếng game kinh dị. Cái trứng nè, mình đang tìm cái trứng á. Con quách gì vậy? Con quách được phát cái gì vậy? Ai da, rồi bả chơi ngãi tôi mọi người ơi. Tôi bị dính ngãi trứng gà rồi. Rồi xong rồi. Bị dính ngãi trứng gà của bà này rồi. Cái bà đó như là thầy pháp hay thầy cúng gì vậy? Hiếu bị dính ngãi trứng gà của bà rồi. Sao tối thu tù lùi vậy? Cái điện thoại tôi đâu? Rồi ra đây có thấy đâu đi. Nó thui tù lùi vậy bà. Rồi tới cũng cất rồi.
Nói cục cất rồi. Dạ, sau đây là cái hành trình đi giải ngải trứng gà thúi nha mọi người. Mình mới bị ẻm trứng gà. Úi da, cái gì vậy? Thôn trời. Why did they have to suffer such a terrible tragedy? Most people have only heard that they died in a fire. Tôi dịch cho nha. Nhưng đó là một cái quy luật mà luôn luôn diễn ra. Bà này tên là Nini Tetti. Bà Nini Tetti bà nói vậy. Và điều gì cần ở chủ nhân đây? Người có ổn không? Úi da! Ổn mụ nội tôi! Bị dính ngải trứng gà thúi mấy má. Bà già hối này thiệt luôn á, cái bà hối này bà không có coi tôi ra cái gì luôn á. One night their jealousy overtook them and they attacked your family. I was there. It's such a shame I couldn't do anything. It's a tragic story. Bà này lớn tuổi mà bà chơi trò ác chó thiệt luôn á. Trời, người giống như mẹ của người. Có quá nhiều cái potential. Cái bà này làm việc cho cái một cái thế lực gì đó. Cái ông Raphael với lại một cái người gì đó nữa. Bà này ác chó mà mọi người ơi. Bà này già, bà này lớn tuổi mà. Bà chơi ỉm trứng gà ung mê miếu. Bà này không được rồi. Trời, bà biết bay nữa vậy. Ui da, bà bị cái gì á mọi người? Bà mới làm gì bà bứng bà ra làm đôi luôn kìa. Dạ rồi cái gì nữa đây? Rồi cái gì đó trời? Giải cứu em Miếu, giải cứu em Miếu. Mẹ tôi á mọi người. Không biết phải mẹ tôi không nữa. Không phải, bà này tên là Sulung. Right. Từ từ để tôi nói chuyện với bạn tôi xíu nha. Sao bà đi qua được tôi vậy mọi người? Mình như phải cần phải đi theo bà. Trời, nhìn bà đi giống như siêu mẫu vậy mấy má. Trời, bà đâu rồi? Nghe rồi má, kêu hoài. Nãy giờ bà kêu tôi Linda hơi bị nhiều. Geswan cina ayeuna urang pagekeun deui ieu patalian urang teh anjeun anjeun teh urang hudang maneh penjaga kagelapan. Hình như là cái bà Sulung này bà đang dẫn tôi ra khỏi cái con đường tăm tối này hay sao á. Vì lý tưởng rồi. À, bà già này là ma gút guộc. Ôi da. Rồi, không đấu lại bả rồi. Chết thiệt, chết tiệt, chết tiệt, cái bà chết tiệt này. Ở trong nhà này hình như là nó nhỏ quá hay sao á, không chơi lại bả. Leo ra ngoài cửa sổ được không?
không lại, không lại, đi ra chỗ khác rộng hơn đi. Ở đây hẹp quá, đấu không lại bà. À, đi ra ngoài được. Không lại ta. Hồi nãy tôi nói bà hối mà mấy ông không tin. Đầu bà có tóc đâu. Bà chạy kìa, bà bỏ chạy kìa mọi người. Bà đứng lại đó. Trời, bà biết mở cửa nữa mấy má. Bà này phiền thiệt chứ. Bà này siêu phiền chó luôn á. Trời, sao nhiều xác chuột chết vậy? Hình như bà ăn xác động vật không à. Mình cũng có một con đó, mình có con chim đó. Bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Tôi nghe tiếng bà không mà tôi không biết bà ở đâu hết. Ok, đợi xíu đi, Linda xuống liền. Linda leo xuống liền. Tự nhiên giờ cái Linda trở thành người trừ tà luôn rồi. Đi ra khỏi đây nhanh lên. Đi ra khỏi đây nhanh lên. Đây. Bà ở đâu vậy? Eo ơi. Cái này giống như là cái truyền thuyết của người Thái Lan á mọi người. Bên Thái Lan cũng có ma rút ruột. Chị mèo, chị mèo, chị mèo. No! No! Trời ơi, chị mèo xíu miếu làm cái gì vậy chị mèo xíu miếu ơi. What? What? Chị mèo xíu miếu vẽ cho tôi một cái gì đó và có cái bàn tay từ dưới đất túm em hiếu xuống. Ghê vậy sao? Ghê vậy sao? Ghê vậy sao? Rồi có vụ gì ở đây đây? Rồi, đúng chất game kinh dị luôn. Logic của game kinh dị. Mình vừa mới bước vô một căn phòng và cái căn phòng đó tự đóng cửa lại. Đó là logic của game kinh dị. Cái cửa này mở được hả? Mà mình cần có chìa khóa. Vậy nhiệm vụ của mình là đi tìm chìa khóa à? Vậy nhà gì sao không ai quét mạng nhện vậy trời. Rồi, có khi nào là cái quả này cái mình chiến đấu với lại Spider-Man không mọi người? Tôi bắt đầu tôi có linh cảm rồi đó. Lát nữa là mình chiếu ra chiến đấu với lại Spider-Man nè. Ôi da, năm cái người bạn thờ của tôi nè mọi người, năm cái người bạn mà mình đang đi tìm ra cái lý do á.
Trời ơi, ghi vậy không hề ai biết đường đâu dịch. Hotel lobby cây, the bathroom cây, bathroom cây. Nè mình mở cái phòng kia đúng không? Giờ đi xuống. Ồ, lộn phòng. Là như cái phòng này nè. Đây, mở cái cửa của cái này. The door is locked. The door is locked. Sitka Mansion. Sitka Mansion hả? Mình đang ở đâu? Nè, mình đang ở Sitka nè. Sao mở cái cửa này không được mọi người? Cái chìa khóa này nó ghi nè. Okay to open that the bedroom. Bedroom door. Bedroom door. Bedroom door là cái nào? Bedroom door. Bedroom door. The bedroom door. Cửa này à? Hóa ra là cửa này. Cũng không phải luôn. Không phải. Không phải. Không phải. Ủa? Vậy là mình bỏ lỡ một cái phòng nào ở trên lầu ra. Nhà tắm á hả? À nhà tắm hả? Nhà tắm hả? Không có. À, ở đây. You locking the door ở bathroom cây. Đây nè bà nội, con có chìa khóa nè. Rồi mình mới nhận được một cái gì vậy? The bát xe mình cây, bát xe mình cây, bát xe mình cây, bát xe mình cây là cái gì? Một bức tranh gì đó treo ở nhà. Bát xe mình cây là cái phòng ở dưới rồi đó. Ủa đi lạc nữa rồi mọi người. Cái cửa này nè. Ờ sao thì trên người của tôi có máu của cái bà ma rút ruột hồi nãy đó. À mở cửa này. Rồi xong. Một con đường tối thui thù lùi. Một con đường tối thui thù lùi dẫn chúng ta xuống một con đường tối thui thù lùi nữa. Sao rồi xong, má nhiễu điện thoại là có ma rồi. Nhiễu điện thoại là có ma rồi mọi người. Mình là cái gì dưới đây á? Khi nào điện thoại? Ủa, ông đó không phải là ma. Vậy ma đâu ở đây? Cái ông đó không phải là ma. Cái ông đó là người á. À, thuốc ở xa đây hả? Ôi, sao đây sao nhiều người bị bắt cóc quá vậy nè. Ôi da. Chết rồi. Ông này đang ngủ hả mấy má? Khóa cửa. Cái vòng tay mình đỏ. A strength table, một cái sức mạnh gì đó và chúng ta cần phải có cái gì đó.
Maybe chúng ta sẽ tìm ra một cái gì đó để của một cái gì đó. Ở đây bị thiếu một cái mảnh ghép bơ lớn nè. Hình như cái gì đó là cái đó mình cần tìm hay sao. À đây nè. Bỏ vô thôi hả? À phải xoay nữa hả? À xoay cái này thì cái đó xoay, còn xoay cái đó thì cái này xoay. Dạ gần đúng rồi nè. Đây. Ơ mà cái này bị ngược. Mình cần phải xoay cho cái hình này nó quay trở lại thành đúng á. Đây rồi. Rồi xong. Cái này đừng nói mò cua, đừng có nói mò cua ổng nha. Tự nhiên như không cái có một cái gì đó bí ẩn đằng sau cái quần của ổng. Linda ơi, em làm gì đó em làm đi nha em. Trời chỉ có mảnh giấy thôi hả? Để mà để ngay đó tưởng gì á bà. Cái gì đây? Ủa cái gì đây? Cái vụ gì đây? What the fuck cái gì vậy? Ủa cái gì vậy mọi người? Tôi còn chưa tìm ra cơ chế là cái gì luôn á. What the hell? Ảo thật đấy. Tôi còn chưa biết có chuyện gì diễn ra luôn á. Trời ơi là trời. Trời ơi. Mà tức cái là mình không hiểu là mục đích chính của cái đó là cái gì luôn á. Tôi vẫn chưa hiểu là có cái gì luôn. Tôi chưa kịp hỏi mọi người, ủa cái gì vậy mọi người, hay là có chuyện gì vậy mọi người. What? À mình tìm 4 cái để mình 4 cái ba. Hồi nãy mình đi tìm trứng. Nhiệm vụ của mình là đi tìm trứng á mọi người. Tìm 4 cái trứng. Ủa? Mở cửa ra đi má. Mở cửa ra đi má. Ôi, nó biết đánh xuyên cửa luôn chứ. Chết rồi. Một bức tranh. Lại là chữ. Ủa sao lại nhiễu điện thoại tôi ta? Vậy là có ma gần đây. Ủa đó. Má mình bật điện thoại lên mình còn khó thấy nó nữa. Khó thấy nó hơn. À giải mã tiếp. À cái này giống cái kia nè. Cái này giống cái kia nè mọi người. Giờ mình sẽ có cơ hội để mình hiểu coi là chuyện gì vừa mới diễn ra với cái hồi nãy. Thôi chết em hiếu rồi. Em hiếu của mọi người nãy ăn rùa rồi. À là mình cần làm sao cho tất cả cái này nó đều nhúng xuống dưới hết.
cái này sẽ nhúng xuống. Cái này trồi lên, cái này nhúng xuống. Hai cái này trồi lên. Cái này nhúng xuống. Cái này nhúng xuống thì hai cái này nhúng xuống. Hai cái này trồi lên vậy tức là bỏ hai cái này thì hai cái nó nhúng xuống. Vậy mình cần phải làm cho hai cái này trồi lên nè, cái trên cùng trồi. Cái trên cùng trồi lên thì cái này trồi lên. Vậy cái này trồi lên thì cái nó lúng xuống, vậy là phải cái này. Cái này trồi lên thì cái này lúng. Vậy cần phải lúng được cái này nè. Trí tại, em hiểu trí tại của mọi người. Một đầu trí tại. Ở đây còn nhiều người còn khá là hoang mang và chưa biết có chuyện gì đang diễn ra luôn á. Tôi tin chắc chắn luôn á. Mọi người cũng như tôi thôi. Tại tôi cũng đâu có hiểu chuyện gì đang diễn ra đâu. Mặc dù tôi đang là người chơi luôn. Game này mà có gì đâu sợ. Game này là game kinh dị mà tôi chơi mà tôi không có cảm giác sợ luôn á. Có đường để vô căn phòng đó không? Không. Khúc nào nhiễu điện thoại khúc đó mình mới đi đường đúng. Tại vì cái nào mình đi đúng đó nó sẽ có quái vật nó trấn giữ. Trời như cái mê cung vậy trời. Rồi lát nữa đi ra biết được. Má ơi mém xíu hết hồn. Chết xong chưa má, cho con đi qua. À đây. Cũng y khuôn vậy luôn. Nhưng mà cái này khác. Cái này nhúng cái này xuống thì cả ba cái này đều nhúng. Nhúng cái này xuống thì hai cái này nhúng. Nhưng mà bị trồi lên một cái này. Cái này thì hai cái này nhúng hả? Ôi da, cái này khó hơn mấy cái nãy nha. Xong. Ồ, so easy. Cũng hơi khó, còn một cái trứng nữa à. Thiếu một cái nữa. Bên này hả ta? Bên này, gõ bên này. Hai cái trứng của tôi đâu có lấy được đâu mấy má. Trời ơi là trời. Hai cái trứng của em Hiếu không có lắp vô chổng được đâu. Nó bự lắm. Cái chỗ nãy lắp trứng nhỏ xíu à. Chỗ lắp trứng có chút xíu à. Hồi lúc đầu tôi cũng có suy nghĩ giống mấy fan vậy đó. Nhưng mà tôi nhìn lại của mình với lại cái đó thì tôi thấy nó khác. Tại vì của tôi hơi bự. Ủa đây nè, mình có hai cái trứng đó nè, vẫn còn thiếu một trứng. Cái cửa này mở không được hả? Ủa, quá đời heo, hồi nãy mở không được, sao giờ mở được? Game bị lag à? Anh ơi, game tình gì? Game Hiếu để với bình luận đó mọi người. The Red Out 2. Trứng vô. Lắp trứng vô, lắp trứng vô. Má còn thiếu một cái trứng. Hình như cổng bên này chưa đi. What the hell bà? What the hell bà? Bà bộ xương.
Có gì quá trời cúp bế vậy? What the hell, nó cắn tay tôi mọi người, tôi không thấy nó luôn á. Thôi đi bà nội, thôi đi bà. Cái con ma này nó trắng bóc à. Rồi mấy người bị cận sao người ta thấy? Cái trứng cuối cùng, cái trứng cuối cùng. I need a 2k để tu bình ít. Where could they be? Mình cần hai cái chìa khóa để tìm nó. Và nó ở đâu đó. Ủa? Ở đâu vậy? Nữa, má cái con ma tàn hình này sao tôi ghét nó dễ sợ luôn á. Hình như là mình dơm điện thoại thì mình không thấy, mà mình không dơm điện thoại thì mình thấy. Bè, con hổ màu xanh lá cây mấy má. Ôi, cái người rồng này hay thấy quá ha. Hồi hôm qua lúc mà giải mã cái hotel mình cũng thấy, mà bây giờ mình giải mã cái này mình cũng thấy. Đúng là mỗi cái văn hóa tâm linh của mỗi quốc gia nó sẽ khác. Tuy là cụm của châu Á nhưng có nhiều nét tương đồng, nhưng mà không phải lúc nào cũng giống. Ở trước mặt mình có một cái gì đó kìa. Con rùa kìa mấy fan. Trời, giật mình ông nội tôi ơi. Rồi nó cắn vô cái cần cổ em Hiếu rồi. Má ơi, làm giật mình má. Cái này là tờ giấy, hình như cái chìa khóa ở đây hay sao á. Ờ, một cái chìa khóa rồi. One of the key. Một cái, còn một cái nữa. Còn ở đâu nữa ta? Còn một cái nữa mọi người ơi. Hồi nãy là mình đi vô trong đây rồi đúng không? Cửa bên này. Cửa bên kia nãy đây rồi còn cửa. Tôi nghe cái tiếng gì á. Ủa? Không phải cửa bên này mấy fan ơi, cửa bên kia đó. Lạc đường xíu mọi người thông cảm nha mọi người. Yên tâm mình phá đảo mà, Hiếu hứa là phá đảo chứ không có phá game. The door looking in the outside phải được mở từ bên kia. Cho Hiếu gửi lời chào tới mọi người nha mọi người. Hiếu chúc mấy bạn có một buổi coi livestream vui vẻ, nhiều may mắn nha. Hiếu rất là xin lỗi mấy bạn vì Hiếu không tương tác với mấy bạn tốt được, mọi người thông cảm nha mọi người. Ủa sao mình chạy lại chỗ này rồi ta? Mình chạy lại cái chỗ này rồi đó. Trời, mỗi lần mà nó tới mỗi lần mà cái game kinh dị mà nó tới giải đố là y như rằng tới cục cức. Hễ mà tới giải đố là xong rồi đó. Thấy giải đố, thấy tới đố là thấy tới cục cức cái miếu rồi. Ở đâu? Where?
What the hell? Chạy đâu ra, tự nhiên cái nó cầm búa nó dí em Hiếu vậy mọi người. Thôi đi má, còn lại má. Nhìn giống Balak của mọi người. Mà Balak, trời còn có vụ bị hư điện thoại nữa. Mọi người lập quỹ cho bạn Linda, có tiền mốt bạn Linda mua điện thoại iPhone 13 Pro Max đi mọi người. Chết rồi hả? Ê, liu liu. What the hell? Sao còn nghe tiếng nó gầm gừ á mọi người? What? Sao cái căn phòng này là một cái căn phòng trống vậy mọi người? Ảo đốt vậy? Ui da! Bả chưa chết mọi người, bả có hai mạng hay sao á? Bả giác cái cây đó nặng quá đó, cho nên nãy bả đi bả xỉu. Bả chết rồi nè. Vẫn còn. Mình nhận được cái chìa khóa sau khi giết bả. Rồi vậy mở cái này được rồi đúng không? Ủa what? What the hell? Khoan đã mọi người, từ từ. Mình còn cái nào nữa mình chưa có giải được không? Cái cửa này mở rồi nè. Cửa này nãy mình cũng đi rồi nè. Còn cửa này, cái cửa này mở ra nhưng lại không có gì bên trong hết. Trời ơi, chỉ có tâm hồn to và bự của tôi thôi. Không có cái gì ở đây hết. Sự kiện nào ta? Từ từ mọi người, mình sẽ giải được. Cửa này, cửa này đi rồi. Hiếu nhớ cửa này đi rồi luôn á. Hồi nãy mình lấy được một cái chìa khóa ở đây nè. Cái vòng tay của tôi màu xanh. Sao đi qua đây nó lại màu xanh? Ở đây hiểu. Sao đi tới đây nó lại màu xanh ta? Ở đây có gì hả? Hình như cái khu vực này là cái khu vực được thờ cúng á, cho nên là không có ma hay sao, khu vực an toàn. Ở đây có cái điện thờ nhưng mà lại không có trứng. Giải cứu em Yếu, giải cứu em Yếu mọi người ơi. Giải cứu em Yếu, giải cứu anh Yếu, giải cứu em Yếu. Có ai đó có thể chỉ em Yếu là cái chìa khóa còn lại ở mô không mọi người? Hay là lại lỗi game nữa rồi? The door is looking from the other side. Vậy là mình cần phải có cái chìa khóa mở cái cửa này. Và cái chìa khóa nó tìm ở đâu thì Hiếu không có biết. Is it the right guy? Do you need them both? Bạn có thể thử nó, không hiểu luôn. Giải cứu em Hiếu, giải cứu em Hiếu. Không có đủ trứng.
ở phòng con hổ màu xanh hả? Hồi nãy Hiếu có đi ngang qua cái phòng con hổ màu xanh này đó mà Hiếu không có thấy gì ở đó hết trơn á. Để mình đi thêm một vòng nữa coi ở đây mình có bỏ lỡ gì không. Ờ, game này không có kinh dị, game này nó không có jump scare hay là hù gì đó quá đáng sợ. Nó thiên nặng về cái kiểu giống như là mang cái cốt truyện của châu Á tới á. Tôi đang ở đâu, tôi cũng không biết tôi đang ở đâu luôn. Ủa sao cái cửa đó mở lại không được nhờ? Hồi nãy mình mở cái cửa đó rõ ràng, giờ tôi mở lại nó không cho mở. Ảo thật đấy. Mọi người ăn cơm tắm rửa gì đi mọi người. Em Hiếu của mọi người chắc cũng phải lạc giờ, ít nhất cũng phải 15 phút nữa rồi đó. Chứ tôi thấy là tôi tới củ kiệu với cái này rồi đó. Mình có bỏ lỡ qua một cái gợi ý nào rồi đó ha. Chắc là mình bỏ lỡ qua gợi ý nào rồi đó. Mà mình không biết gợi ý nào là gợi ý nào luôn. Còn một cánh cổng nữa mọi người. Đây nè. Sao giờ tự nhiên mở nó không ra nữa. Mình còn một cánh cổng nữa mà Hiếu không biết là cái cổng nào hết. Xu thiệt luôn á. Bị lạc đường, em Hiếu lạc đường. Ủa sao lại là cái đường này nữa rồi. Đây. Mình đi ra ngoài đây rồi đúng không? Cánh cửa này mình mở được không ta? Hồi nãy cửa này không mở được. À mở được mà mình giải rồi, nhớ rồi. Liệt nha, cái phòng bên đây hết rồi. Chỉ là, vậy là chắc còn cái phòng bên kia thôi. Cái phòng mà hồi nãy mình giết cái con gì á. Còn thiếu một cái trứng nữa nè. Cây như quỷ. Cái này là đi lên lầu lại rồi. Đây nè, cái phòng này nè. Nhưng mà nó có cái gì đó ở đây. What? Nèo. Cái cửa này không mở được. From the other side, ở bên ngoài. Cái chỗ đó bị khóa ở bên ngoài rồi. Hồi nãy mình vừa mới giết cái con quái vật đó thì nó cho mình mở cái cổng ở đây nè. Để từ từ để Hiếu coi thử coi Hiếu có bỏ lỡ bất kỳ một cái gì ở đây không. Chẳng lẽ nếu như cái phòng này không có cái gì vậy nó đưa mình chi ta. What the hell. Coi thử coi nó có bị lỗi giống ngày hôm qua đâu á. Hello bạn Tuấn Kiệt nha, anh cảm ơn 75 sao của em. Trứng ở tủ kính anh. Ờ anh thấy cái trứng đó mà. Nhưng mà phải cần hai cái chìa khóa mới mở cái kính đó được. Anh mới có một cái à. Không mở cửa này được. Ủa không có gì luôn á.
Cái chìa khóa nãy đây Hiếu lấy rồi, Hiếu cầm cái chìa khóa màu đen ở đây rồi. Ồ, tại sao khúc này Hiếu dơ cái điện thoại lên nó lại bị nhiễu? À. Wow! Hồi nãy tôi nghi nghi rồi. Hồi nãy tại sao Hiếu đi ngang qua chỗ này nó lại sáng lên mà Hiếu không đoán ra được là tại sao? Thì ra là nó có một cái đường đi bị che khuất ở đây mọi người. What? Cái gì ở đây quá trời xác vậy? Vậy căn phòng này có gì? Chìa khóa kìa đúng không? Chạy thôi, chạy thôi. Tránh cái trường hợp là mình có bỏ lỡ bất kỳ một cái gì đó ở đây. Mình đi ngõ này đi. À. Cái ngõ ẩn mọi người. Mà cái đường đi ẩn đó, nó làm tôi kiếm nó từ hồi nãy tới giờ luôn á. Đây nè, mình có hai chiếc chìa khóa rồi còn gì nữa. Mở đi bà, tôi có hai chiếc chìa khóa rồi đó bà. Sao bà không cho tôi mở mọi người? Ảo trót vậy. Alo, có bị lắc quá không? Ủa có bị lắc quá không vậy bà? Sao nó không cho tôi lấy cái trứng đâu mọi người? Đây nè, nó không cho Hiếu lấy cái trứng này. Ủa sao nó không cho tôi lấy cái trứng này ta? Hồi nãy rõ ràng nó ghi là mình chỉ cần tìm hai cái chìa khóa để mở cái hộp này rồi đó. Chắc là bị lắc đó mấy má. Cái game này của Indo mà hơi khá là nhiều lỗi. Đây nè. À, chết deep spawn lại một lần nữa đi. Đây nè, bây giờ nó có để cho mình nút lấy nha. Đây 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 đây, đó thấy không? Bây giờ từ từ mình đi qua cái chỗ nãy đi. Trời, muốn phá đảo game của Indo hơi khó mấy má. Tại game này nó lỗi lùm xé lé hết á. Ngày hôm qua cũng bị lỗi nha. Mà ngày hôm qua tưởng là mình chơi sai không á. Tưởng là logic với lại suy luận của mình bị fail. Ai mà có về. Giờ tôi sẽ không đi cái đường kia tôi mở cái cửa đó, mà tôi đi một cái con đường khác, tôi đi ngược lại. Đi lại cái đường này để tôi đi ra ngoài, tôi lấy chìa khóa đó tôi mở. Lần này mà mở không được nữa là thật sự là cái game này bị lỗi nha. Đừng có làm vậy nha, tôi muốn phá đảo lắm đó. Để tôi phá đảo cái game Indo đi. Mà không biết bao giờ Việt Nam mình mới làm được một tựa game kinh dị ha. Cái game để có thể thiết kế được cái game cỡ như vậy thôi là rất khó rồi đó mọi người. Bởi vậy tôi đang trông chờ game kinh dị của Việt Nam lắm luôn. Có nhưng mà mình chỉ mới chơi được mấy cái demo thôi à, chứ chưa có full. Đây. Đó, lấy được rồi nè. Bị lỗi mọi người. Xin lỗi mọi người, tự nhiên ợ nha, vui quá ợ. Rồi ok.
What the fuck? Mình đang ở đâu đây? Mình đang dưới địa ngục à? What? Ây da. Rồi nữa rồi, tôi nghe cái tiếng của cái bà đó nữa. Ôi, sao tôi lấy cái con dao này xong cái... Uầy, vũ khí xịn mấy má ơi. Em hiểu mọi người có vũ khí trừ tà siêu xịn. Mà cái đó nó tự cột cái tay tôi lại luôn rồi, không có buông cái đó ra được. Rồi con đường đưa con đường xưa em đi. Trời ơi, xịn vậy. Cây kiếm này xịn nha mọi người, cây kiếm này xịn nha. Linda của mọi người giờ có ỷ thiên kiếm trên tay rồi, sợ ai nữa. Linda của mọi người có ỷ thiên kiếm rồi mọi người. Ôi sao trâu vậy? Má ỷ ỷ thiên kiếm của Linda hình như miễn nhiễm với con này hay sao á. Ôi, con này miễn nhiễm với ỷ thiên kiếm mọi người. À, sau lưng của nó có vết rách. Hình như phải đánh vào đó mới được á. Ôi. Mày tưởng mày bất tử với tao phải mày? Mê cung, mê cung. Giờ trên người của em, người của Linda đã nhuốm chàm rồi mọi người ạ. What? Con ma đó nó tàn hình hả? Có thấy nó đâu? Láo. Láo cá chó. Nhạc lên, nhạc lên. Nhạc lên, chuẩn bị tới cục cướp. Chỉ có đi thẳng thôi hả ta? Sao càng ngày nó càng tối dần vậy? Càng ngày nó càng tối dần và càng ngày cái tiếng nhạc của nó càng ngày càng ghê rợn hơn. Ủa deja vu hả mọi người? Sao Linda đi con đường Linda đi hoài vậy mọi người ơi? Giải cứu Linda, giải cứu Linda. Giải cứu Linda mọi người ơi. Ủa sao nhiều ngõ cho Linda đi quá vậy? Thì vậy rốt cuộc Linda đi ngõ nào? Nhìn nha. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy?
Tôi tính nói là cái ngõ nào nó có tiếng cái bụp. Có quá giật, có quá giật. Không phải chỗ này. Không phải chỗ này. Không phải chỗ này luôn. Đây. Nghe cái tiếng không? Nghe cái tiếng không? Búp. Nếu mà cái cánh cổng đó đúng đường thì cái đó nó sẽ kêu cái búp. Không có tiếng. Không có tiếng. Không có tiếng. Ủa sao nó không có tiếng? Đây. Không có tiếng. Không có tiếng. Không có tiếng. Đây. Nghe tiếng nha mọi người. Mọi người phải nghe cái bụp á là mới đi đúng. Mà đang giải mã cái mê cung mọi người. Không. Không. Đây. Trời, cái này mà nếu như mà mình không có tìm ra cái điểm đó là chắc mình không có bao giờ mình đi được luôn á. Mình đi mãi, mình đi mãi, mình đi mãi, giờ mình đi mãi luôn á. Không phải ở đây. Không phải ở đây. Rồi. Không phải luôn. What the hell, sao nó không kêu? Đây rồi. Đây rồi mọi người ơi. Ok. Ok. Rồi, nhạc lên. Má róc and roi. Trời, cái con gì dài quá vậy? Con cá hả? Rồi phải chui luôn á. Mà đang ở bụng, ở trong bụng của con gì á mọi người. Xương nó dài vãi nồi luôn á. Ây da. Ôi ôi ôi, eo ơi, eo ơi. Má hàng về nhạc nó lên mấy mắt. Ủa nó đấm tôi một cái. Ủa vậy còn chạy sao? Chạy dưới đích nữa hả? Ủa, giết con boss. Giải cứu bé boss. Cắt cái giò nó. Giải cứu con ma, giải cứu con ma. Ây da, nó biết đạp tôi nữa mọi người. Nó đạp em hiếu. Tới đi đập được cái giò nó thôi à. Chết, nó chết rồi kìa. Ôi, nó đổi chỗ. Ôi, nó đổi chỗ mọi người, nó đổi vị trí. À mọi người nhớ cái con ma này không? Mày. Okay.
tạp tôi hoài vậy ta? Đẻ. Hình như con boss này là boss cuối hay sao? Giết được nó là phá đảo. Trâu dữ rồi ta. Ui da. Cái đùm ở dưới đây là hả lông của nó đó mọi người. Có khi nào mình chết với nó không vậy? Má ơi, nó đá vô cái bè sườn tôi vậy thì sao tôi sống được? Trời ơi, nó đá vô cái bè sườn em hiểu mọi người ơi. Mọi người thấy nó sút vô cái bè sườn được không? Chuyển lại, chuyển lại. Không được luôn á, nó không có sợ cái đó luôn á. Thì ra là né được. Né được, né được, hiểu hiểu rồi. Nè coi coi tụi nào mà lay nó nè. Mỗi lần vậy mình chém được hai cái nha. Một. Dỡ cái giò này lên nè. Hết and run mọi người ơi, hết and run. Má nó vẫn đạp được tôi chứ. Hết and run, hết and run, hết and run. Để coi nó dỡ cái giò nào, dỡ cái giò nào. Má hụt rồi. Nó coi dở vào nào, dở vào bên đó đánh vào này. Dở vào nào. Hiểu rồi, hiểu cơ chế của nó rồi. Nó dở vào bên đó thì mình đánh vào bên đây. Rồi mình né cái vào bên đây. Rồi mình qua mình đánh vào bên này. Nó bự quá cho nên là nó phản ứng không có được. Ui, má nó mà nó đá thẳng cẳng vậy rồi biết đường đâu mà né. Nó đá thẳng cẳng là né không được nha. Đó. À, cái lúc đó là mình phải soi bằng cái bóng đèn. Soi bằng cái này nè. Cái lúc mà nó dở cái giò nó lên á. Hiểu hiểu rồi. Mày đâu rồi? Nó giảm hụt. Thôi đi fan. Bắt cái nhịp mày liền. Chết. Bắt cái nhịp mày liền. Má. Bắt cái nhịp liền. Phá đảo. Tôi nói tôi phá đảo mà. Hết chưa? End game. End game chưa? Vẫn còn đi à. Vẫn chưa end game à. End game. Hết rồi đó. Giết con boss đó là xong rồi. Boss nó hơi bự nha mọi người. Hơi tốn thời gian và hơi tốn công sức của em Hiếu á. Nhưng mà được.
Ủa sao bà đưa tôi đi hoài vậy bà nội? Còn mọi người vẫn còn nha mọi người. Hình như còn một con boss nữa à. Bây giờ Linda cũng của mày cầm ỷ thiên kiếm rồi nha. Linda bây giờ có ỷ thiên kiếm. Ỷ thiên kiếm. Mày dám quấn Linda nào? Mang ra đây hết, Linda chấp hết. Linda chấp hết. Ây da, nhưng mà gần quá Linda phản ứng không có kịp. Đớp được kiều, Linda chém đớp được kiều luôn. Đi xa tôi ra bà ơi, cái con đó Linda không có dám chém nha. Nó nổ mấy má. Ủa, con này chơi phun độc mấy bà ơi. Mày ở dơ vừa phải thôi nha mày. Mày thích phun không? Con đó là con cóc hay gì á. Không những biết phun độc đâu nha, mà nó còn biết đánh tay nữa chứ. Ảo chó đó. Đổ chết cái con này. Không chết hả? Má con này không quên, không có chém đằng trước nó được. Phải chém mà chém ở đằng sau lưng của nó mới được. Phải dụ nó ra chỗ rộng rộng đi. Quá trời heo. Có cái con gì nữa vậy? Giết cái con quỷ này tốn thời gian thật luôn á. Ủa rốt cuộc là mình cần đang làm gì nữa? Mà như vậy là chắc chắn phải giết con boss nữa hả? Má cái con boss bự thù lù hồi nãy vậy mà không phải là boss cuối à? Vậy con cuối nó còn bự hơn nữa hả? Ủa quên, mình có thể đi thẳng mà mình cần gì mình chém nó thiếu quên. Ai kìa, ai trước mặt kìa. Hello. Nó gọt vô cái cần cổ em yếu. Cái con này nó gọt vô cần cổ em yếu mọi người. Trời, nó không xin về gì luôn á. Nó không xin về gì ở đây luôn á. Chào dữ vậy má. Trời, cái con này nó còn trâu hơn cái con boss hồi nãy nữa. Thôi hình như nó là bất tử á. Không phải bất tử, nếu mà nó bất tử nó không dính, nó không dí mình đâu. Trời, Linda ác cái giờ. Con Linda nó xiên vô cái sọ của cái con này luôn. Mày phun không? Mày thích phun không? Mày thích phun không? Trời ơi, Linda đây học được ỷ thiên kiếm rồi. Rồi có thêm con nữa chứ. Thôi lần này mình cho nó qua luôn nha. Mình chạy qua nó luôn đi. Mình giết nó mình tốn quá nhiều thời gian. Ôi nó không cho mình đi qua. Nó bắt buộc là phải giết con này rồi. Mỗi lần con Linda nó đứng gần cái con này là nó xuyên vô cái ngực của con này. Mà con này không chết. Trâu như quỷ vậy á. Thôi.
cho qua đi, Hiếu không muốn tốn thời gian với tụi nó. Đây. Bật lá thế mà điện thoại không hết pin để Hiếu. Điện thoại xịn. Trời ơi, điện thoại em back in Indonesia. Chứ đâu phải điện thoại thường đâu fan. Điện thoại thường là nãy giờ đem dục rồi đó. Không những bật đèn lá đâu nha, điện thoại của Linda còn có chụp hình nữa. Cái gì vậy? What the heck gì vậy? Mình đang ở đâu đây? Vẫn còn con boss à mọi người. Ây da. Má ơi. Thì ra cái cọng dây đó là của cái con đó đó hả? Đau. Đau nha mày. Rồi xong. Tri sơ mày miếu rồi. Chi sao mày miếu rồi mọi người. Ôi da. Rồi về với đất mẹ. Về với đất mẹ. Cái cọng dây của cái con mắt đó hơi khó chịu nha. Gì vậy bà nội? Ủa sao nó không nổ cái điện thoại đi ta? Con mắt xuất hiện ở đâu rồi? Má nó không có cơ hội luôn á. Chết luôn rồi. Không có cơ hội xài cái đèn LED luôn á. Gì vậy ta? Chẳng lẽ con boss này mạnh vậy hả? Hồi nãy cái con khổng lồ mình còn giết được, còn cái con boss này cơ bản vậy mình giết không được. Giải cứu con mắt. Giải cứu con mắt. Thôi đi mấy bà nội ơi, giải tán đi. Tránh xa khỏi em yếu, tránh xa khỏi em yếu. Sao mấy cái con quỷ này bị khỏe, nó hơi bị khỏe nha. Tôi vẫn không hiểu là làm sao để mình có thể vượt qua được cái con mắt đó luôn á. Mình không có chém vô cái đùm của cái con mắt đó được. Đổ. Giết mấy con ma trước đi mọi người. Lát nó cắn mình cũng thốn luôn. Má nó mấy cái cọng dây đó thiệt á. Trời ơi, chưa kịp nổ cái điện thoại ra nữa. Không nhất thiết là phải xài cái đó không hả? Linda chạy cối với lại cái con mắt không được rồi.
chết rồi kìa. Má mà mấy cái cọng dây quỷ này vẫn còn nha. Cái hồi cái tôi thành tôi đang ở trước mặt con rắn rồi mọi người. Ôi da. Má Linda của mọi người hồi nãy giờ ăn hơi bị nhiều kỹ năng luôn rồi nha. Ôi nó còn quấn cái cần cổ tôi lại nữa chứ. Má nè, bà phá luôn cái điện thoại của em Hiếu rồi. Mẹ này không cắt mẹ không được rồi. Mấy cái cọng dây đó thì có tụi bực thiệt luôn á. Mấy cái cọng dây đó nó cứ xiên vô cái con người của em Hiếu không à. À, né được mọi người. Ôi cọng dây, cái cọng dây kìa, chạy đi Hiếu, chạy xa mấy cọng dây ra, chạy xa cọng dây thì con mẹ này mẹ ủi tôi. Coi cặp không, coi cặp game không, đứng ở đây nè, góc này mấy cọng dây không tới được, hình như cần phải chém bể cái bùn lầy của cái bà đó. Má nè, đứng tuốt ở đây rồi mà cái cọng dây nó vẫn có tới được chứ. Tránh xa tao ra đi cọng dây ơi, tao lại mày luôn á. Giờ tao đứng tận ở đây luôn rồi đó. Tao không tin cái cọng dây nó tới đây được á. Rồi nó bắt lại rồi, nó lấy cái điện thoại của tôi. Lấy được cái điện thoại của tôi rồi. Đứng ở trong góc đi. Để đó. Em Hiếu của mọi người chỗ tài chơi kiếm. Dạ
dây, cộng dây kìa, chạy xa cộng dây ra. Một một với bà này, bà tuổi lùn với tôi luôn á. Bà gần chết, bà gần chết. Mẹ nó lại là cái cọng dây này đó. Khó quá. Hiếu chưa tìm ra được cơ chế để vượt qua con mẹ này mọi người. Hiếu chưa tìm ra được cơ chế để diệt con mẹ này đó. À, ở mấy cái góc hẹp như vậy thì mấy cái cọng dây nó sẽ không có tìm tới mình được. Kè bá kìa. Bà nội mẹ đó, cái cọng dây này thiệt chứ. Bà tới đây. Má đi xa ra là cái cọng dây nó lủng tôi liền. Cay thế nhờ, sao mà cay thế nhờ. Từ nãy giờ nhất quá ten, chả lẽ nhất quá ten chết 3 lần rồi đó. Để tôi. Xử lý từ từ ta. Giết từng con, từng con, từng con. Nhìn vậy thôi chứ mấy cái con ma đó nó cũng báo đời báo đốm lắm á. Vừa đánh vừa chạy mấy má. Vừa đánh vừa chạy, vừa đánh vừa chạy. Đúng rồi, vừa đánh vừa chạy vậy được nè. Tôi mới đâm vô được cái ngực của bà. Chứ đứng gần bả là đâm vô ngực bả được. Cái bị lấy điện thoại là cái bắt buộc rồi mấy fan, bắt buộc phải bị lấy điện thoại. Bà chạy ra đây. Ơ, tự nhiên cái cọng dây đó nó xiên vô người tôi. Chạy. Vừa chạy vừa chơi, vừa chạy vừa chơi. Chạy. Ơ
Được rồi mọi người, hiểu rồi, hiểu cơ chế rồi. Nó cào cái gì dưới đó vậy? Ơi, hiểu cơ chế, hiểu cơ chế. Tôi nói tôi phá đảo mà. Ôi bà không có bận đồ thiệt luôn kìa. Ôi, what hell? Cái gì vậy? Bà chưa chết mọi người. Uầy, xịn vậy. Bà này bất tử à? Bà chọt vô cái đầu của Linda mọi người ơi. Có cái tiếng gì vậy? What the fuck? Ôi, cái này mới là hình hài thật sự của bả nè. Cái bà này là cái bà trừ tà mọi người ơi. Bà này là bà pháp sư hay sao á? Nó thui luôn rồi. Cái bà pháp sư với cái bà kia với bà ma chứ. Such incredible power. You must be asking yourself, why would anyone do such terrible things? Hình như bà này lợi dụng con Linda, bà này lợi dụng con Linda để đi tìm sức mạnh cho mình á. Bà này mới là người ác. Ôi ơi, bà này mới là người ác nè. Trời ơi, bà dẫm lên cái đầu của Medusa rồi mọi người. Bà này mới là người ác nè. Trời, máu buông rắn nó chảy ra quá trời luôn. Yes, I used to take comfort from those, but then I take it. Ôi vậy là con Linda này đang bị thao túng hả mọi người? She can't possibly understand. Even when she was my student, she was always a bit of a dullard. The point is, above all else, I want to rule this world. And if you choose to, you can rule a world of your very own. All you have to do is... Hình như cái bà này bà nói là giữ lấy tay của bà và what? Con Linda nó làm cái gì vậy mọi người? Well, well, well. I didn't expect that. What? Vậy Linda mới là chùm cuối hả? Ủa gì vậy mọi người? Sao tự nhiên con Linda nó sọt bà này vậy mọi người? Linda rượu mời không muốn uống, muốn uống rượu nho ha. Linda nó sọt bà rồi. Ủa hết rồi hả? Không hiểu gì luôn. Rồi ok, hên là chúng ta phá đảo game Indonesia kịp thời nha mọi người. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long.